đó là Suzuki Sachi, xe này hôm nay mình nhận lên một cái bộ cùm công tắc cộng với lại mạch tăng sáng Platinum. Báo giá anh em trước tiên đó là tăng sáng cho xe này là giá là 2 triệu. Còn riêng bộ cùm này, đây anh em phải coi kỹ mới biết được. Trước đây thì mình hay phải chế cùm bên này không, để tắt đèn. Bên này thì mình phải móc lỗ để làm passing. Nhưng mà với cái thế hệ cùm CB650R này á, thì anh em mình chơi rất là hợp lý cái chỗ là một cùm thôi, nhưng mình có đủ hai tính năng quan trọng và cần thiết nhất trên một chiếc xe mà không có hai tính năng này, đó chính là nút tắt đèn và một cái nút để passing. Trước đây thì mình làm mình không có lựa chọn nhiều, mình phải làm hai cùm lận, một cùm bên này là để tắt đèn, cùm bên này để có passing, mà passing này không à, chứ không phải passing ngon như này không. Với cái cùm mà dòng CB650R này, anh em nhìn kỹ nè, thì mình sẽ dùng nút này để làm nút passing, còn nút này nút hazard làm nút tắt đèn. Thực ra thì cái nút trên cái này, trên mặc định trên cái xe Honda 650R á, thì nút này là nút traction control, nút này là nút hazard, nhưng mà nút chỉ là cái theo cái xe zin thôi. Còn khi mà mình đã độ rồi thì mình có thể chế bất cứ gì theo mong muốn của mình, theo nhu cầu của mình, chứ không phụ thuộc nó là hazard hay là nó traction control gì cả hết. Thì cùm độ mà, thì độ theo ý thức, theo ý thích của mình thôi. Và đây là chính là cái kiểu độ mà mình gợi ý cho anh em, là kiểu độ hoàn hảo nhất trên nhiều dòng xe mà không có tắt đèn, mà không có passing, như Vario đồ cũng vậy, hay Passit cũng vậy. Thì anh em cứ độ một cùm này thôi là anh em có đầy đủ tính năng, với cái giá là rất là hợp lý nha. Mình nói là rẻ nữa là khác, 1.200.000 có một cái bộ cùm zin Honda chính hãng và đủ hai tính năng cho anh em, trong khi nếu làm cùm bên này thôi, tắt đèn thôi là đã cả 1 triệu bạc rồi, đúng không? Hồi trước á, để mà có được hai tính năng này, anh em lên hai cái cùm gần 3 triệu bạc lận đó nha. Cùm bên này với cùm bên này, ngày xưa á, cách đây mấy năm á, với cái thế hệ cùm cũ á, thì mình phải bỏ ra gần 3 triệu để có hai cái tính năng này. Nhưng mà bây giờ chỉ còn có 1.200.000 thôi, anh em có đủ hai tính năng và liên lạc sạch sẽ, bên bỉ. Đồ lại đồ chính hãng nữa. Một cái cùm này thì duy nhất thôi. Đây, bật tắt đèn nè anh em. Đó. Bật đèn nè. Đó, thấy không? Đó, cái này thì mình dùng để làm passing. Anh em nhìn nè. Passing nè. Mình tắt đèn đi, vẫn passing bình thường nha. Tức là tính năng nó rất là ổn định và hoàn hảo. Đó. Còn khi mình bật đèn lên rồi thì mình có tới hai lựa chọn để passing lận anh em. Nút này cũng passing được. Và nút này cũng passing được luôn ha. Nhưng mà nút passing này thì mình không khuyến khích sử dụng, bởi vì mình thấy là nút passing này xài không ngon. Thì khi nào anh em thích khai nào xài thôi. Mà passing bằng cái này vẫn là cái passing ngon nhất, passing ngón trỏ nè. Anh em nhìn cùm nè, cùm rất là đẹp ha, gắn lên liền lạc, sạch đẹp, ngon lành luôn. Đó, cho nên là anh em mình tham khảo ha, nhiều dòng xe đều có thể sử dụng cùm này được. Vario, PCX. Đó,